Xiết chó. Cả ngày mà xin được có mấy đồng xu lẻ. Còn một chiếc bánh mì. Thôi, để dành cho bữa sáng ngày mai vậy. Cái gì vậy nhỉ? Thì ra là một con chó con. Mày cũng ăn mài như tao hả? Trông mày thảm hơn cả tao rồi đấy. Đói lắm phải không? Cho mày này, mau ăn đi. Đằng nào tao và mày cũng cùng cảnh ngộ. Từ nay mày ở với tao nhé. Mày đói lắm rồi hả? Phải cố chịu thôi. Ôi, nhiều tiền quá. Mày giỏi lắm. Bữa tối nay chúng ta sẽ ăn thịt. Không ngờ mày kiếm được tiền giỏi thế. Với số tiền này, tao với mày không phải lo đói nữa rồi. Hiếu vé số, hôm nay cháu bán được không? Cả ngày nay cháu không bán được tờ nào cả ông à. Chán quá. À, hôm nay ông may mắn, ông sẽ mua cho cháu 5 tờ vé số nhé. Thật ạ? Ôi, cháu cảm ơn ông. Nhanh lên, có kết quả xổ số rồi. Xem vận may của mình đến đâu. Mình trúng số độc đắc rồi, phát tài rồi. Chào quý ông. Ồ, chào các quý cô xinh đẹp. Nghe nói quý ông đây là đại gia có tiếng ở thành phố này. Thật là ngưỡng mộ quá. Ôi, quý cô quá lời rồi. Hả? Bông của tôi, con chó xấu xí kia của ai mà cắn cúng bông của tôi thế này? Trời ơi. Rất xin lỗi bà vì đã làm cúng cưng của bà bị thương. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Hả? Con chó nhếch nhác này là của ông sao? Một người sang trọng như ông, sao lại nuôi con chó như vậy? Mày đi chỗ khác đi, tao giờ là một đại gia. Tao không thể nuôi một con chó xấu xí như mày được. Hôm nay tao mất mặt vì mày quá. Sau khi hắt hủi chú chó nhỏ, ông lão lại tiếp tục mải mê theo đuổi cuộc sống xa hoa và phù phiếm. Cho đến một ngày nọ, ông ta đã tham gia vụ cá cược lớn. Ông đã mất trắng toàn bộ gia sản và lại trở về với kiếp sống ăn mày năm xưa. Ai đó làm ơn, hãy bố thí cho lão chút đi, lão đói quá. Mọi thứ qua đi như một giấc mộng. Giờ tiền hết rồi, lại trở về với kiếp ăn mày. Vàng! Có phải là mày không vàng? Vàng ơi, sao mày vẫn tha thứ cho tao? Tao là một ông chủ tồi, một ông chủ tệ bạc. Con ngựa lửa và con ngựa băng. Ngày xưa, ở ven một con sông nọ, có một chàng trai sống một mình trong ngôi nhà nhỏ. Làm bạn với chàng, chỉ có chú chó nhỏ Taro và một cây thông cao to. Vào một ngày đầu mùa hè, chàng nghe có tiếng cười đùa từ đâu vọng tới. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mày đi đâu đấy, Taro? Ôi trời ơi, mày tha ở đâu về thế này, Taro? Không được làm thế đâu, mày mang trả về chỗ cũ đi. Taro! Này! Taro! Chàng trai ơi! Anh có thấy đôi cánh của tôi ở đâu không? Chàng trai chưa bao giờ thấy một người con gái nào xinh đẹp đến như vậy. Chàng ngắm nàng mãi, chẳng nói nên lời. Nếu anh có lấy, sẽ
xin hãy trả lại đôi cánh cho tôi. Tôi là một tiên nữ sống ở xứ sở thần linh. Nếu không có đôi cánh, tôi không thể trở về được. Tôi không có lấy cánh của nàng, nhưng chú chó Taro của tôi vừa tha về một đôi cánh lụa óng ánh. Không biết có phải của nàng không? Đôi cánh lụa óng ánh đó đúng là đôi cánh của tôi rồi. Taro, Taro, mang đôi cánh ra đây trả cho nàng tiên nào. Trả cho người ta, Taro, ngoan nào. Ôi trời ơi. Tôi xin trả đôi cánh cho nàng. Thay mặt Taro xin lỗi nàng. Em cảm ơn anh. Mặt trời lặn xuống mặt sông, chỉ còn một vài tia nắng còn sót lại lấp lánh. Nàng tiên khoác đôi cánh, chuẩn bị bay về trời. Làm sao để được gặp lại nàng? Hãy đến thăm nhà em ở xứ sở của các thần linh. Em sẽ chỉ đường cho chú chó Taro của anh, rồi Taro sẽ dẫn đường cho anh đi. Rồi nàng tiên từ biệt chàng trai và Taro, bay lên trời, khuất dần vào những đám mây. Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sáng, chú chó Taro đã kéo chàng trai ra khỏi nhà. Rồi Taro dẫn chàng trai leo lên cây thông, cứ lên cao mãi. Vừa lúc leo đến ngọn cây, thì cây thông rung lắc dữ dội rất mạnh, cả chàng trai và chú chó Taro lên trời cao. Chàng trai không biết mình bị hất bay bao xa, nhưng sau một quãng thời gian dài, họ đáp xuống trước một lâu đài đẹp đẽ vô cùng. Chào anh. Cuối cùng tôi cũng được gặp lại nàng rồi. Chàng trai và nàng tiên vui mừng vì được gặp lại nhau. Họ cứ ngồi bên nhau trò chuyện mãi, chẳng hay biết là bao nhiêu ngày đã trôi qua. Tôi muốn được sống bên nàng mãi mãi. To gan, sao ngươi dám nói như vậy với em gái ta? Tên người trần to gan, ta sẽ xử tội ngươi. Các anh là ai? Tôi có tội gì mà các anh muốn xử tội tôi? Đây là thần lửa và thần băng, là hai người anh trai của em. Đừng mà, em xin các anh, xin đừng làm hại đến chàng. Sao em dám chỉ đường cho một tên người trần đến xứ sở của chúng ta chứ? Vì em yêu anh ấy. Và tôi cũng yêu nàng ấy. Xin hai anh cho phép tôi được cưới nàng làm vợ. Yêu ư? To gan. Làm sao có thể xảy ra chuyện tình yêu với người phàm trần được? Đó là một tội rất nặng. Em hãy tránh ra để ta xử phạt hắn. Em xin hai anh mà, đây là người em đem lòng cảm mến. Chúng em thật sự yêu nhau và muốn được sống bên nhau suốt đời. Thôi được, chúng ta sẽ cho người cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Được, chỉ cần được sống bên nàng ấy, dù thử thách có cam go đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua. Đừng nói trước bước không qua đâu, anh bạn trẻ, hãy đón chờ thử thách của mình là gì. Chàng trai người trần gian kia, nếu ngươi muốn cưới em gái ta làm vợ, trước hết hãy cưỡi con ngựa này lên tận cùng trên cao và tận cùng dưới tháp xứ sở thần linh. Từ trước đến nay, ngay cả những vị thần linh quyền uy nhất cũng không thể làm nổi việc này. Chàng trai nhìn con ngựa lửa, trông nó như một khối cầu lửa gắn bốn chân đầy uy dũng và hung hãn. Nhưng chàng chẳng hề nao núng, nhận lấy dây cương và nhảy lên lưng ngựa. Khoan đã, xin cho em được tạm biệt anh đôi lời. Em tặng anh báu vật của em, phòng khi gặp chuyện bất ngờ, nó sẽ có ích cho anh. Cảm ơn nàng. Báu vật của nàng tiên là một chiếc quạt, một mặt có vẻ bông tuyết, mặt còn lại vẽ hình mặt trời. Con ngựa vừa quất cái đuôi lửa thật dữ dội, vừa hướng đến tận cùng trên cao xứ sở thần linh. Chẳng mấy chốc, chàng trai bị lửa bao vây bốn phía. Lửa lớn quá, phải làm sao để dập lửa đây? Em tặng anh báu vật của em, phòng khi gặp chuyện bất ngờ, nó sẽ có ích cho anh. Chàng rút cây quạt ra, quay mặt có vẻ bông tuyết, mà quạt mạnh về hướng ngọn lửa. Ngay lập tức, ngọn lửa đang cháy bùng, ngay lập tức tan biến mất. Đúng là một báu vật, cảm ơn nàng đã trao chiếc quạt này cho ta. Thế là chàng trai có thể lên đến tận cùng trên cao và xuống tận cùng dưới tháp xứ sở thần linh bình an vô sự. Từ trước tới nay, đến các vị thần mạnh nhất cũng bị chết cháy khi cưỡi con ngựa này. Vậy mà ngươi vẫn sống sót trở về, khá khen cho ngươi. Giờ là thử thách ta dành cho ngươi.
ngươi hãy cưỡi con ngựa băng này lên tận cùng trên cao, rồi xuống tận cùng dưới tháp xứ sở thần linh. Nếu làm được, chúng ta sẽ gả em gái cho. Chàng trai dũng cảm nhảy phóc lên lưng ngựa băng, hướng thẳng phía tận cùng trên cao xứ sở các thần linh. Nhưng ngay lập tức, chàng gần như bị đông cứng đến suýt chết. Chàng rút cây quạt của nàng tiên ra và hướng hình mặt trời về phía con ngựa mà quạt. Chẳng mấy chốc băng tan ra, chàng hoàn thành chuyến đi lên tận cùng trên cao và tận cùng bên dưới xứ sở thần linh bình an. Từ trước đến nay, đến vị thần có sức mạnh nhất cưỡi con ngựa băng này còn chết cống, vậy mà ngươi vẫn sống sót trở về, ngươi giỏi lắm. Thưa, tất cả là nhờ chiếc quạt báo vật mà nàng tiên đã tặng tôi, nó đã quạt tan lửa và băng. Thần băng cầm lấy chiếc quạt hướng về phía con ngựa lửa, rồi con ngựa băng mà quạt. Nhưng lạ chưa, lửa và băng không tan đi. Rõ ràng vừa nãy tôi đã quạt tan lửa và băng bằng chiếc quạt này mà. Đó là vì ngươi có một trái tim dũng cảm và thuần khiết nhất trần gian. Chỉ có ai có trái tim ấy mới điều khiển được chiếc quạt này và xứng đáng làm chồng của em gái ta. Chúng ta cho phép ngươi được cưới em gái ta. Hãy đưa em gái ta về xứ sở của ngươi, và cả hai hãy sống hạnh phúc nha. Dạ, chúng em cảm ơn hai anh. Thế là chàng trai trần gian dũng cảm và thuần hậu đã cưới được nàng tiên xinh đẹp đáng yêu làm vợ. Họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi về sau. Rễ cây diệu kỳ. Ngày xưa, ngày xưa, ở một làng nọ, có hai anh em trai sống cùng người mẹ già bệnh nặng. Một thầy lang mách họ chỉ có một phương thuốc duy nhất có thể chữa được bệnh cho mẹ, đó là rễ cây diệu kỳ ở núi Tam Linh. Nhưng ngọn núi ấy xa tích tắp, không một ai biết đường đến đó. Dù vậy, hai anh em vẫn quyết tâm lên đường sau khi nhờ hàng xóm chăm nom người mẹ. Anh ăn đi cho đỡ đói. Anh em mình nghỉ một lát rồi hỏi đường tiếp theo anh nhỉ? Trời ơi, bao ngày rồi, bao dặm đường rồi mà không tìm được cây thuốc về cho mẹ. Đi mãi mà chẳng đến đâu, người anh bắt đầu mệt mỏi và muốn quay trở về nhà. Nhưng người em trai vẫn lạc quan tiến về phía trước. Anh ta không dám để lộ ý định đó. Anh nhìn xem, có phải con sếu kia đang muốn gọi hai anh em mình đi theo nó hay không anh? Sếu xiết thì biết gì. Anh ơi, nó biết đường đấy. Chúng ta phải vượt biển theo nó thôi. Em sẽ tìm một chiếc thuyền. Chú cứ đi theo nó đi, anh chờ ở đây. Nếu không thấy chú quay về thì anh sẽ về nhà. Không thể để mẹ một mình quá lâu được. Người em tìm được một chiếc thuyền và chèo thuyền theo con sếu. Rồi nhiều ngày nhiều đêm trôi qua, con sếu cũng dẫn chàng đến một bờ biển. Chắc đây là núi Tam Linh rồi. Nhưng cây cối che kín, không có một lối đi nào dẫn lên núi hết. Người em cứ vạch lá mà đi. Dù bị gai nhọn cào rách cả da thịt, chàng cũng không bận tâm. Cây thuốc quý có thể chữa bệnh cho mẹ là cây nào đây? Loại rễ thần kỳ kia chỉ lộ diện trước những người con dành cho mẹ tình yêu sâu sắc nhất. Ta hy vọng rằng thần linh trên núi Tam Linh sẽ phù hộ cho con tìm thấy cây thuốc quý. Khi người em đưa mắt tìm kiếm những bạt ngàn cây lá, chàng thấy một cái cây bé nhỏ nhưng rực rỡ vô cùng đang vươn lên từ vách đá treo leo. Cái cây đung đưa trong gió như nói với chàng: tới đây hái tôi đi. Ôi, đây chính là loài cây kỳ diệu mình cần tìm rồi. Đúng là nó rồi, rễ cây diệu kỳ đây rồi. Trời ơi, có phải em mình về kia không? Chả lẽ nó đã tìm được thuốc quý? Không được, mình anh cả thì không thể để cho chú em lập công một mình được. Nếu ai biết thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Được rồi, nếu nó ban được loại rễ thần kỳ về, mình sẽ liệu cách. Chú đi đâu mà lâu thế? Mẹ không đợi được đã qua đời rồi. Tất cả là lỗi của chú. Chú đáng bị trừng phạt lắm. Trời ơi, anh nói sao? Mẹ đã qua đời rồi. Anh ơi, anh ơi, cứu em với. Mẹ ơi, bác thuốc sắc từ rễ cây diệu kỳ ở núi Tam Linh mà con đã vượt qua bao đường xa nguy hiểm để hái về đây. Mẹ uống và mau khỏe lại mẹ nha. Em trai của con đâu? Nó biến đâu mất hút từ ngày đầu tiên. Nó vốn chưa từng có ý định đi tìm rễ cây thuốc quý cho mẹ. Người mẹ không tin rằng đứa con trai dũng cảm và hiếu thảo của mình lại có thể trở thành một kẻ xấu xa như lời người anh đã kể.
Nhờ cây thuốc quý, bà khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại. Nhưng làm sao bà có thể yên lòng được khi không còn người con trai yêu quý ở bên cạnh? Con trai ta đã cứu mày khỏi móng vuốt đại bàng và chăm sóc mày cho đến khi nó rời đi. Giờ không biết nó ở đâu, còn hay là mất. Mày có thể đi tìm nó giúp ta được không? Đây là bức thư ta viết cho con trai của ta. Mày hãy bay đi và mang lá thư này đến cho nó nha. Trong khi ấy, ở một kinh thành xa xôi, rất xa nơi người mẹ đang ngóng chờ con, có một chàng nhạc sĩ mù đang thổi sáo cho công chúa Út của nhà vua nghe. Đó chính là người em trai. Chàng đến kinh thành này cũng được một năm rồi, nhưng sao chàng chẳng trò chuyện với ta? Mà chàng là ai? Sao chàng lại bị mù? Chàng có thể kể cho ta nghe được không? Thưa công chúa, ta chỉ là một người con bất hiếu. Người như ta có gì để mà kể đâu? Không đâu, tiếng sáo chất chứa nỗi lòng của chàng đã nói cho ta biết chàng là một người tốt mà. Ta là một người tốt ư? Ta đã để mẹ phải qua đời trong bệnh tật. Ông trời đã trừng phạt ta. Ta rơi xuống biển, sóng và đá đã khiến ta mù cả hai mắt. Rồi thủy triều cuốn ta đi. Tỉnh dậy trên bãi cát hoang vắng, ta đã định cứ thế mà chết đi. Nhưng rồi tiếng gió thổi vi vu qua khóm trúc đã níu ta ở lại. Ta nhớ mẹ đã từng dạy ta làm sáo trúc. Ta bèn làm một cây sáo trúc để thổi. Nhờ tiếng sáo ấy, có người tìm thấy ta. Rồi cũng nhờ tiếng sáo ấy mà ta được vào cung vua, để ngày ngày thổi sáo cho công chúa nghe. Giá như ta có thể mang lại niềm vui cho tiếng sáo của chàng. Đây chẳng phải là tiếng kêu của ngỗng trời nhà ta sao? Ngỗng trời mang gì tới cho ta chăng? Nó mang đến cho chàng một lá thư đây nè. Không biết ở nhà có chuyện gì chẳng lành không? Bao nhiêu năm qua con đã gánh chịu tội lỗi của mình rồi. Xin thần linh chốn núi thiên hãy thương tình giúp đỡ con, cho con đọc được bức thư mà ngỗng trời mang đến. Con cầu xin thần linh hãy giúp đỡ cho chàng. Chàng thật sự là một người tốt bụng. Ta nhìn thấy rồi, mắt ta sáng trở lại rồi. Con xin cảm tạ thần linh. Nét chữ của mẹ ta đây mà, mẹ vẫn còn sống. May mắn làm sao. Ta có thể cùng chàng về gặp mẹ trong thân phận một người con dâu được không? Mãi nghĩ về mẹ, chàng trai đã quên khuấy mất công chúa. Bấy lâu nay nàng ở bên an ủi chàng, giờ nghe giọng nói của nàng cất lên, chàng mới đưa mắt tìm khuôn mặt nàng. Chàng thấy yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ xin phép vua cha được làm đám cưới. Nhà vua rất hài lòng với chàng rể dũng cảm và hiếu thảo nên hoàn toàn đồng ý. Ngài cho kiệu sơn son thép vàng, đưa phò mã và công chúa về quê nhà đoàn tụ với người mẹ già. Người anh xấu xa cuối cùng cũng được tha thứ. Từ đó về sau, họ sống bên nhau trong yên bình và hạnh phúc. Phò mã vẫn ngày ngày thổi những khúc sáo, nhưng những khúc buồn đau của ngày xưa nay đã được thay bằng những điệu nhạc vui tươi và hạnh phúc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!